Đồ của Vĩnh Tường thì mình đi giới thiệu chủ nhà, mình rất là yên tâm khi mà giới thiệu chủ nhà. Tại hiện tại mình làm tới giờ là qua thời gian 5 năm rồi, nhưng mà vẫn thấy sản phẩm rất là tốt. Chào các bạn, mình là Trang Đăng Thạnh, là nhà thầu năm sau của Vĩnh Tường thuộc khu vực thành phố Sóc Trăng. Hôm nay mình vừa thi công xong công trình ánh kim cộng với khung pha lai X của Vĩnh Tường. Mời các bạn vào xem. Mình là nhà thầu năm sao của công ty Vĩnh Tường được 4 năm rồi. Theo như mình thi công tới bây giờ thì mình biết được cái sản phẩm của Vĩnh Tường á thì nó được cỡ 5 năm. Mình thi công tới hiện tại là được 5 năm về cái hệ trần, khung trần nổi của Vĩnh Tường. Trước kia mình xài dài khung pha lai LED của Vĩnh Tường á thì mình đã giới thiệu với chủ nhà là rất là tốt, xài cứng cáp và tốt, đẹp, bền trên 5 năm. Đồ của Vĩnh Tường thì mình đi giới thiệu chủ nhà mình rất là yên tâm là khi pha lai X của mình nó có hai đường gân chạy dọc theo cây tê của mình, nó làm cho cái độ cứng của cây tê rất là cứng. Ngoài ra nó còn dọc hai cái lỗ định vị ngay cái khung để mình giáp nối những thanh khác vào, nó cứng hơn, nó không bị hở như ngày xưa của pha lai LED mà làm chia làm hai ngàm, nó dễ thi công hơn. Một lần nhắn vào thì đi ngang một cái tách là nó đã cứng luôn, tháo gỡ cũng dễ, dễ thi công. Đó là ưu điểm của pha lai X hiện tại. Ngoài ra cái độ chịu tải của cái cây pha lai X này chịu tải được nhiều hơn cái pha lai LED của mình, là độ chịu tải nó lên hơn 8% của cái khung xương pha lai X. Đồ Vĩnh Tường đã trên thị trường trên 30 năm, trên uy tín của đồ Vĩnh Tường rất là tốt, cho nên mình rất là tin tưởng đồ Vĩnh Tường. Các bạn cũng giống như mình, cứ xài đồ Vĩnh Tường đi, sẽ đem lại nhiều cái lợi cho mình lắm. Rồi, theo như các bạn thấy, mình cũng vừa thi công xong khung pha lai X mới của Vĩnh Tường cùng tấm ánh kim. Các bạn nhìn thấy rất là chắc chắn và đẹp, và chủ nhà cũng cảm thấy rất là hài lòng. Trần xịn phải tốt từ khung.